Hello tất cả mọi người. Hiện tại bây giờ là 8 giờ 15 phút sáng. Ngọc đang pha cà phê uống bằng cái ly mới. Uống cà phê bằng cái ly mới, cảm thấy nó ngon hơn kia. Ngộ ghê á. Nè, cái cà phê này đẹp không? Bỏ sữa vô. Ê, sữa này giống như là sữa này là half and half, là sữa đặc các bạn, mà người Mỹ thì người ta uống sữa này không à, chứ người ta không uống sữa đặc. Đây còn ở đây là chị Bảy đã thức sớm để rửa rau giá. Mình chào đại gia đình mình nha. Chú đó chú cũng ưu tiên ưu ái cho mình. Chú nào? Chú bán á, À sao tiền mẹ thôi. mẹ nói là giá là tới ngày mai mình mới làm bánh xèo, À. nên chú lấy giá mới trong thùng cho mình chứ không phải mình lấy giá ngay chỗ mình bán. Quá ưu tiên Quá luôn. ưu tiên Ở đây là có miếng lũi nè, rồi rau răm hả, này răm nè, này là cái rau này, rau ni để lên niêm không đó, để chút để trộn giấy làm trộn với bị thui á. Ồ, chút làm bị thui luôn hả? Không dễ bị thui cho bao nhiêu người. Ok đó, quá trời rau luôn nè mọi người nè. Này rau gì đây? Đó, cải xanh con thích ăn đó. Còn đây là ly cà phê cho ba Ngọc nè đó, ba Ngọc với mẹ Ngọc thì thích uống cà phê này quen rồi. Bên đây là có rau xà lách nè. Này là rau cải, này là cải. Cái này là cũng cái xà lách, là cải bài xanh đây mẹ, bài xanh luôn mẹ. Xà lách đó mà mình xà lách của Mỹ hay gì con? Rồi lát cũng vậy, vậy mình quên mua cải bời xanh hả? Có cải bời xanh nè. Đây mẹ đang quậy bánh xèo. Trời ơi, cô Hương với chú Dũng qua đúng lúc luôn. Ôi, đem thùng bia nữa chi vậy trời, mình đem thùng nhậu. bia. Để nó nhậu cho lâu lâu, để đi nhậu lần mình phải nhậu cho nó xỉn. Nhậu mình tưng tưng nửa chừng nhậu đi. Ở đây chỉnh lộn, ở đây chỉnh lộn mới lái xe về được, ngủ chiều mới về ăn. Làm tôm tắc gì vậy ta? Xào hết rồi, rau cỏ xong hết rồi, giờ chỉ cần bỏ bánh xèo vô đổ thôi con. Thôi để mẹ có quậy một miếng cái gì đó cho cái nước dừa gì đó vô cho nó có ga có đồ để cho nó nở không nè con. Cái đó là nước cốt dừa là khác, nước cốt dừa. Còn mà cái nước dừa mà có ga người ta nói bỏ đổ cái nước gì vô có ga để cho nó nó nước cái nước bà bảy úp đồ hả, có không ga biết, hả? Không biết nữa. Không cô Hương nào giờ có đổ bánh xèo không? Gì chứ Dũng? Thử không thích thì không thích thì tao lấy phải không? Tao thử rồi. Có lấy không? Chứ Dũng mày mua mới hàng mới mà hàng thùng ấy. Không hàng thùng luôn hả? Chứ không phải mua lại hả? Không dám à. Mày giỡn cái đồ này đâu phải không? Này tụi thông này mà không cần kiếm điện, nó mỗi lần chạy điện rồi, cái này mỗi lần này nó sạc pin rồi phải không? Pin mình xài tới tới mấy tiếng lận, 6 tới 8 tiếng lận. Hay gì ta? Rồi gắt. Ủa mua nó có micro luôn à? Trời ơi. JBL này thì quá ngon rồi. Cái này cũng của ủa micro là cũng của JBL luôn hả? Có lý vậy? Để thử làm bài thử coi. Alo. Rồi okay, chưa mở mic lên hả? Alo, 1, 2, 3. Nàng như một đóa hồng phai, hương sắc theo hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếng nuối trái tim. Vỡ tan, hẹn nhau nơi cuối cuộc đời. Được không? Thấy được không? Cô Hương làm bản không? Bây giờ có hay hay không là cô Hương hát mới biết hay hay không nè. Sơn ca. Này con cái mi cho Sơn ca được. Không, cái này mình mới mua cái mi. Nhưng mà cái mi của JBL này chắc cũng được nè. Hồi nào giờ con chưa có bao giờ xài cái mi của JBL, xài của Shure không à. Nhưng mà JBL là một cái hãng mà làm loa là nói chung là không còn gì để bàn rồi. Đó, mọi người thấy cái loa này sao? Còn có nên lấy hay không? Nếu như mà Ngọc nên lấy cái loa này thì các bạn comment xuống là nên lấy, còn không thì trả lại cho chú Dũng. Mua là 270 thế rồi luôn à, 300 đó con. Phải không? Ừ, có giấy tờ ship đàng hoàng không? Cần cái này là cần hết pin, cái mình sạc pin. Hết pin là mình diêm này thôi, diêm điện nè. Diêm điện là tự động nó sạc, con thấy nó sạc cho nó chạy 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 khi nào mình. Mấy tiếng rồi chú Dũng, nó hát được mấy tiếng, 5 tiếng không? 6 tới 8 tiếng. 6 tới 8 tiếng à? Hiểu chi kêu sạc ok, chứ mua chi có bô 600 cũng vậy, mà cái này nó dắt dây cũng ok, này hát cũng vậy mà còn ngon hơn.
Rồi bây giờ mình thử mở nhạc để mình nghe đi. Giờ thử mẹ nãy ra đặt lá cốc mà không kêu con răng quay trời cho mọi người coi mày lặt lá cốc. Đây nè, cái lá cốc là cái cây của cây lá cốc mà Ngọc nhà Ngọc trồng á. Bạn ơi, nước đổ đâu mẹ. À Ngọc nó nói á, mẹ hái lá cốc mà mẹ không kêu con răng quay cho mọi người coi mẹ hái lá cốc, còn cái này là xương sâm. Thấy cô Hương là phải thấy cả một bầu trời xương sâm. Cái lá cốc á thì con biết sao không? Nó dài giống thêm khúc gì nữa nè, mẹ chỉ ngắt nửa cái trên cái chót lá là Vũ Anh. Đem về cho Vũ Anh mấy cái ăn. Nên mình làm nhiều, hai bịch bột bánh xèo với hai bịch bột chiên giòn nữa. Thử đi. Cô Hương thì bữa nay đây là ngày ốp ngày nghỉ của cô Hương, nên là đợi cô Hương ngày ốp ngày nghỉ. Rồi trước khi nhà con về mình qua thì mình làm thêm bữa nữa chứ hả? Bữa cái về rồi chừng nào chia tay rồi chừng nào gặp lại thì mình gặp thôi. Cuộc đời là những cuộc hậu ngộ và chia ly mà. Cái chảo điện này nào vậy, mẹ chưa có chiên bánh xèo bằng cái chảo điện á nghe. Nên bây giờ thì mẹ mở lửa hơi lớn một chút đi, chừng nào nó nóng cái chảo nó hạ lửa xuống đều lại. Cô Elizabeth với lại mấy cô mấy chú qua. Hello. Hi there. Hi, welcome. Hey, cô Elizabeth qua nè. Khách tới mọi người ơi. Hi, how are you? Hello. Thank you for coming. Thank you for inviting. Yeah, here you go. Hello cô. Hello. Trời ơi, đẹp, đẹp gái quá. Phải đi ra lâu lắm con ạ. Phải không? Rồi con mời đi vô. Here you go, here you go. Welcome to my home. Yes, beautiful home. Thank you. It's so close, right? It's oh close. My god, smells so good from out here. Chưa mở cửa mà nghe mùi thơm rồi. Hey. Hello chị. Trời ơi, đẹp quá hả? Yeah. Chưa mở cửa mà thơm phức ở ngoài. Trời ơi, cô hai cô sắc gì vậy? Oh. Jenny, can you say hi? Hello, Jane. Hi. Look at her Christmas tree. How beautiful. Wow. So beautiful. Toàn bộ mắc cỡ nữa. Thì không rồi mắc cỡ nữa. Thank you. Hi, đây là cô Hương nè. That's a friend too. My mom friend. Yeah. Oh, you are Philippines. Philippines, cổ là người Philippines. Cô đem nước ngọt qua. Trời ơi, con có nước ngọt. Với lại cái này cho má nè. Trời ơi, xa xỉ. Xa xỉ cho mẹ nè. Cảm ơn chị nha. Đâu bao giờ quên mẹ đâu. Bù tèo, bù tèo. Bù tèo hả? Trời ơi, biết dùng con bù tèo nữa dữ chưa. Cái này cô này gửi cho con. Oh my god, thank you very much. Trời, cô biết con hồi bữa con thích ăn khế nè. Giờ cô đem khế qua nè. Cho mẹ nè. Nè, gì cô? Xoài. Xoài hả? Xoài với cam hả? Rồi cam. Mẹ chưa ăn xoài voi đa, mẹ con chưa ăn. Ủa phải xoài voi đa không? Đọc chữ coi. Khoan nha, để coi thử nha, nó có ghi make in ở đâu luôn á. À không. No, Ecuador. Ecuador. Con chưa ăn xoài voi đa mà. Vậy nữa? Chưa, con chưa ăn. Lần sau cô freeze một cái cho con. Cho con cái. Quýt này mẹ cho ăn chưa? Hello. Quýt thì chưa ăn luôn. Kêu chị. Đó, đây là thành thân thiện người ta ôm vậy vậy đó. Thank you for coming. Oh, thank you for coming. Dạ, dạ. Trời ơi. Là xẻ ôm gì đó. Có mùi mỡ. Mùi mỡ, có mùi mỡ đúng rồi. Chị có hạ lửa xuống với không vậy? Mọi người thấy này nhà đông vui ghê chưa? Dạ, dạ. Đây, đó. Ồ, rồi mẹ đổ lần hai chảo luôn ha. Hai chảo luôn. Cảm ơn anh. Dạ. Bà ngoại vẫn cặm cụi làm những chiếc bánh xèo gần xong chưa mẹ? À. À, mẹ làm mỗi một người dĩa xong rồi cái mình ngưng. Đúng rồi, mình ăn cái mình còn ăn chơi mấy chuyện đã xong rồi, còn cái mà còn lại thì chút nữa vô mẹ đổ lại cho cô Hương đem cô đem về. Đem về đúng rồi. Thì cái đó ăn sao đúng rồi. Đem về mình đổ xong mình đem về nó ăn nó ngon hơn. Ngoài đây cô chú rất là vui ở ngoài đây đây. Wow, trời, nhìn cái đội ngũ
vegetable không là quá đã rồi. Cái này là cái cây cóc nhà con, con hai lá nè. Thiệt hả? Dạ. Tưởng đâu mà bà Hương đem lên. Sao có nhà cô Hương đâu có cây cóc. Nhà nó có cóc. Ủa vậy hả? Có cây nhà lá vườn ăn rồi hả? Có cây nhà lá vườn ăn rồi. Cái này là bê thui nè. Ba chú với mọi chung rất là thích. Còn hai chú thì con không biết ăn được bê thui không? Con nghĩ ăn không ăn được. Cái này cô Hương trộn rất là ngon. Cô Hương trộn hả? Dữ rồi ta. Cái này trộn cái này là phải có thính mới ngon. Ờ có thính là có thính. À, hôm qua con quên nữa, hôm qua con quên, con nghĩ là cái chỗ đó. Cô có thính không? Sao không có thính vậy hả? Dễ chứ thì lấy gạo rang lên đường xoay ra chứ có gì đâu. Trời ơi, cái bàn của con á muốn bị hư một cái mảng ở giữa chứ không phải là mình ngồi nguyên bàn đủ luôn. Đó à, oh, beautiful, cái bàn này mà ngồi cái kiểu này là người tới hả cả 20 người luôn mọi người. Đúng rồi. Rồi cái này cái mình đẩy ra. So we're gonna push this over. Đúng rồi, hồi đó cô cản con đó, cảm ơn cô, nhờ cô cản luôn á. Con có biết cái gì đâu. Quá không? Rồi bây giờ là không có đủ ghế ngồi. Giờ là không có đủ ghế ngồi có được đời không? Không, vác mấy cái ghế trong trong nhà ra thêm. Yeah, no, we're gonna do the white one. Oh, that like this. Bây giờ cô phụ bưng mẹ mình có mấy cái chén để bỏ đường bò nước mắm cho từng người chưa? Mười chín cái nay. Bỏ mấy cái dĩa ăn. Dĩa ăn nè. Here we got two right here. Mấy cái dĩa kia, dĩa này mày đựng này nha. Ủa dĩa đó mày đựng đó hả? Oh, sorry. Oh, okay, okay. Rồi, bây giờ cái này là mình ăn đủ hả mẹ? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bây giờ là cô chú ai làm gì làm mà chơi bơi nè cô chú nè. Bơi từ từ thôi nha, mới ăn no đó. I guess there was down there. Mình đẩy cái dưới, đẩy cái dưới này. Đủ chưa ngọc, chắc đi, đủ chưa ngọc. Dạ. Mời mấy cô, mấy chú vô đi. Rồi để con coi coi. Mời thêm 6 cái nữa đi mẹ. Rồi đó, còn thêm 6 cái nữa là con nghĩ là tuyệt vời, không mặt trời. Con ăn dữ lắm mà 1.5 cái. Like pancake, right? Yeah, it's like pancake. Yeah. Cô nói nhìn giống như là cái pancake của Mỹ vậy đó. Omelette. Made of egg. Flour. Cái này cho mẹ nè. Dạ. Rồi ok, có thêm 3 cái nữa nè. À, thấy không? Rồi giờ thêm mà 2-3 cái nữa là ngon lành. À, cái nữa là quá ngon lành luôn. Then already? Cái yep. Này cô nghĩ là đi với cái này nè. Nào con. Đi với cái đó đó. Bê thui này thiếu tính uổng ghê. Lên cốc lo đồ này quá trời. À, con mình còn thiếu cái khúc bánh tráng. À, bây giờ mọi người thấy cái bàn đông đủ ghê không? À, 9 người. Cái này là còn ngồi thêm hai bên, mỗi bên 2 người rộng rãi nữa. Đây nữa, gần 5 người nữa. Thoải mái luôn. Ở dưới đây thì có con nhái bơi dưới này nè cô chú nè. Đúng rồi, mẹ làm gãy cái đó đó con. Sorry nha. Đúng rồi, mẹ sai. Đừng có làm gì, đừng lấy cái răng cắn con hư con. Rồi chú Dũng mà hồi nãy giờ chú Dũng đóng giùm cho Ngọc cái một giùm móc lên trên anh. Đó. Vô ừ đó. Lượm bạc. Rồi hốt tiền. Hốt tiền. Tốt cái đầu này. Rồi vé đi ok. Very good. Very good luôn chú Dũng. Ok, từ đầu kéo cái này xuống. Né cái nào? Được thôi, để tôi làm cái này cho cắt nghe. Ok, anh dẹp hết giùm tôi. How about you bring that here? We sit over here. Đâu có, mẹ phải ăn chứ. Nó bơi một mình là nó không muốn bơi cô chú ơi, nó bắt có ai đứng ở trong đây coi nó. Rồi ấy nó nữa mình. Rồi bé đang ngồi đây coi con nè. Ok, I'm. Rồi con làm gì đi mẹ coi con. New trick luôn hả? Bây giờ nó làm cái kiểu mới nha cô chú. À, kiểu đó là thả ngược dòng, trời nó quay mấy cái dòng vô luôn kìa. Ông ơi, ba hai chai ba đem ra đi. Ở dưới cái ngăn đá tủ lạnh đó ba. Ok, now I'm going to wait up here. Ôi ơi, con quay dữ dằn vậy đó hả? Mẹ đâu có nhảy xuống nước mà mày quay mấy cái đó cho cô chú coi được.
nó cố gắng nó làm thì mấy cái trò dưới nước các cô chú. Trời ơi, cờ quay kìa. Quá hay luôn. Derek biết cuốn ra luôn nè mọi người nè. Have you ever had this before, cô Derek? Chú ăn rồi, chú ăn này rồi là chú cuốn cuốn xà lách vô rất là chuyên nghiệp, very professional. In Saigon. In Saigon, yeah. Yeah, chú thấy cái này làm ở bên Sài Gòn ở nhà hàng. Mẹ đây. Are you done? Ok. Còn chú này con chưa biết tên. Cô chú này con chưa biết tên. Bill. À chú Bill là chú Bill ở Sài Gòn này chính. Yeah, you have had this in Saigon, right? In Ho Chi Minh. I don't know, I don't remember. Chú không nhớ luôn. Long time ago. Lâu lắm rồi. Lúc đó ta đâu có gọi Ho Chi Minh không? Chú gọi là Sài Gòn hả? Dạ. Thôi bây giờ là mình đi công ty xuất hiện ở đây mới ghê. Mời đại gia đình mình nha. Mời chú Dũng. Mời chú Dũng. Mời mời mời. Mời mời. Cái này kia là gì? Ăn kia là gì Ngọc Linh? Ít ít ít. Chú Dũng ơi. Chú Dũng hỏi ăn kia. Chỉ nhớ được cái câu chia không mà thì không nhớ câu ít. Chia là gì? Chia là đây nè. Hai cheers. Chia là cũng ly à. How are you? How are you? Xin mời, xin mời. Ăn hối với gia đình mình. Cái rau dấp cá nó thơm kìa. Dạ. Tôi lỡ sao trời, tôi bắt chắc vô nhất đó. Ngồi đó mình có TV mình coi đó. Ngon không, cô Hương ơi? Ngon không? Dạ ngon. Tuyệt vời. Ngon. Ba ăn nha, chung với lại mắm nêm hả? Ngon mắm nêm ngon lắm rồi. Mắm nêm bà ba ăn với bò này nè. Cái này á, cái bê thua là phải chấm mắm nêm ngon lắm. Để em chấm thử mắm nêm luôn, chấm thiệt cho thêm thử gì. Không có TV nó ăn nè. Thiệt cho thử gì. Nó bị ẩm, nó bị ẩm. Nó bị ẩm gì đó. Lá cốc này ở đâu vậy ngon? Không phải em hái ngoài cây cốc. Có hai cây cầm có đồ ăn là muốn ăn cả hương dục. Muốn khác. Có chừng nào cầm cái xoài nữa kìa. Thương mắt ăn anh Dũng là non á. Thương nó qua Mỹ, TV mắc gì vậy? Nhớ thật đó không? Giờ TV giờ ngày xe đến 200-300 bạc cái. Thì mắt con mua cho đóng đây. Còn có phim rồi mình hát karaoke, mình có nét thì cũng dễ. Ờ à, đúng rồi á. How is it? Ăn uống cho cái kiều về nha mấy chị. Ăn uống cho cái kiều về hả? It's very good. Ồ, cô khen bê thui ngon ba. Ngon hả? Bỏ cái gì qua cho cô. Thế nào đó, ăn đủ rồi để mấy người nhậu người ta ăn. Để mấy người nhậu người ta ăn. Đâu có, cái gì đó, vậy là đủ rồi đó cô. Rồi, ăn. Như em, Kiến, như em. Ăn uống cho cái kiều về à, chú Derek rất là chuyên nghiệp vô cái bánh xèo này nha. Rất là chuyên nghiệp luôn á. Trời ơi, còn cây nữa kìa. Cây làm cái gì á? Chị muốn cái ghế chị ngồi không? Mẹ lấy cho. Ồ, con muốn chơi ở đây hả? Chị giờ tắm xong rồi chị lấy ống hút ra chơi sắp nè cô chú nè. À, biết đi thay đồ mình nữa hả? Biết đi thay đồ mình nữa. Giỏi quá rồi. Anh giỡn chưa, nãy giờ con tắm đó đó. Con lợi người ăn đi con. Dạ. Kêu là chỉ trọt chứ không phải trồng trọt. Chỉ hay lắm, sáng này ra bắt đầu đứng bộ chứ. Cha cây này Dũng cắt tỉa ngọn rồi ha. Cũng cuối cùng. Ủa mà đứng đi có tiêu. Cái đó là chỉ đạo. Đó đang làm. Tôi nói bà đi vô à, bà đi vô rồi đứng đá dữ tức tại giờ. Còn không ai chú lúc mà chú đang làm biết sao, chú đang làm lặn ở trong cái sâu giống á, lặn sâu bắt đầu khi làm xong lú đó. Ủa làm gì quá. Cái đó thường đi theo cái đi. Can we get the recipe for this? Yeah. It's all over the internet. Yeah, we can go on YouTube. Cô hỏi là có thể nào cho cô cái công thức để nấu không chứ, chạy vì chú ăn chú thích quá trời, chú ngồi chú ăn đó, ý là cô nói vậy đó. À, cô chỉ đó, chú ăn được nhiều chú thích đó. Lên YouTube. You could go on YouTube. Say how to make ban xèo. You can ask Elizabeth. She know how to spell it. Yeah. I know how to make but not good. Nào mà mình lên YouTube mà nó chỉ lên nhiều quá, mình dạ? Mình ngồi coi xong rồi mình tắt là mấy món bà phạt. Bà bột nó có lúc mở lắm YouTube không phải để lấy rồi ta để. Mình
mình coi cái cách sử dụng sao sao, bắt đầu là mình tấm tắt lại. Đúng rồi, mình không có quen á. Có khi á thì mình phải pha đặc quá, rồi có khi mình pha nó lỏng quá nên là nó không có được giống như vừa ý mình. Dạ, có cái vậy á. Theo cái còn con công thức đó, cô Hương nhớ video con làm bánh xèo. Con lật là con lật không lên nổi. Mình theo cái công thức của ngoài sao cái bao đó. Dạ. Cũng có nhưng mà phải nhìn cô không giống, không giống. Cô nhìn phải nhìn người ta làm cái xong mà mình mới ấy chứ còn mình theo công thức trong bao như không. Hồi xưa em á thì chị biết không, em không có làm theo công thức mà em chỉ làm theo cái con mắt quen của mình á. Em cứ đổ bột lên, múc bột lên đổ xuống. Nếu mà nó nghe, nó không nghe tiếng. Yeah, you go, please. Bữa nào giờ ảnh rủ ly qua chơi không? Còn nếu mà yeah. Múc bột lên đổ thôi. Lên, nghe tỏng là nó lỏng. Dạ. Đó em chỉ nhìn theo mắt mình của em. Mình tưởng là lỏng là nó mới giòn. Dạ không, dạ lỏng là nó không có, nó nhão, không kết lại được. Dạ. Hồi xưa chưa có biết ngọc, cũng chưa có coi nhiều mà thấy lần đầu tiên thấy Ngọc làm cái bánh tráng mà bánh tráng ướt á, làm bánh ướt á mà em thì biết làm bánh ướt mà tráng vô cái chảo mà ụp hấp vô là em biết làm, mà khi mà Ngọc bày qua cái này loại này nè cái em mới bắt trước em làm sao ăn nó ngon nổi. Cái em làm biết em ngưng cái bột lại em làm giống Ngọc ta em làm sao nó ủi chín ngon ăn nó không có gì. Cái cách đó là cách người ta làm lạ, nhanh gọn lẹ cho mấy cái người mà công nhận nhanh hơn mà mình pha bột thì em cũng bắt trước Ngọc em làm mà ăn hơn bằng cái kia. Đúng rồi, sao bằng được trời ơi. Cái bột mà người ta pha ra để người ta chán bánh nó bột nó ngọt mềm. Ngọc bữa giờ chưa làm cái món kia cho nhậu không? Món nào? À món crawfish đó hả? Hôm bữa con dẫn ban đi ăn rồi mà biết sao cái mùa này hết crawfish sống rồi nên là con chỉ làm cái món đó là ngon ngọt. Con được cái sốt hải sản, sốt hải sản thần thánh đúng không cô Elizabeth? Cái sốt là thằng nhất rồi, thằng nhất không có hạng gì hết, không có hạng gì. Không cái steak thì cũng được, làm steak thịt bò cũng ngon. Dạ dạ, steak thì cũng giỏi lắm. Dạ. Với lại mở cái nhà hàng fast food đây. Sốt à? Cái Dũng nói mai mốt con mở cái nhà hàng fast food. Đó, cái Dũng nói bà hoài à? Chú Dũng vậy hả? Nhắc bà hoài, Ngọc nó làm cái nước sốt gọi là thần thánh ngon quá. Ai nói bà hoài? Cái tên của gì đây à? Thần thánh. Thương hiệu của Ngọc. Mở ra nha. Mở cái quán còn đặt tên luôn, quán đặt tên luôn. Làm cái sốt này không? Rồi mẹ nấu nước mía, trời ơi thiên hạ. Trời ơi bán thôi luôn đó gì nữa. Hả mẹ, con mẹ muốn mở nhà hàng được rồi. Thiên hạ nó vô nó sắp hàng. Người bán nước mía, người xây. Còn cô làm gì con? Cô hả? Cô làm gì giờ ta? Cô tới ăn thôi chứ làm gì đi. Trời ơi, thấy chưa chú hai chú ăn ngon thấy cũng mừng. Trời ơi mà không nói chuyện với nhau mà toàn là ăn không thở, vậy vui. Ăn ngon là em vui. Chứ giờ nói chuyện sao giờ? Mẹ bảy. Con ăn cái này đi, con thích bún bánh tráng. Thấy chồng mình ốm quá tuổi cũng ăn nhiều. Ăn nhiều lắm đó chị à. Chú đẹp đấy cả hả? Không biết ăn món Việt Nam mà. Chú dễ ăn món Việt Nam. Cái gì cũng ăn con. Con thích nướng cái. Lấy vợ Việt Nam mà tập ăn đồ Việt Nam cho nó quen. Rồi. Có đi quên thôi à. Quên thôi á. Quên ăn đồ Việt Nam nhưng mà từ thấy bữa ăn hồi má chưa qua. Dạ. Mình thấy tội nghiệp mà. Phải không con? Chồng một thứ. Con một thứ. Mình một thứ. Tôi khác à. Mà cô biết như vậy là nó khó, tôi, cái mức độ nó khó lắm. Khó lắm. Dạ. Tôi mà cái như tôi lấy vợ Mỹ rồi tôi ăn đồ tập ăn đồ Mỹ luôn rồi cho nó đỡ tốn tiền. Ăn hai ba thứ mà còn ai nấu. Dòng nước mà đi làm mệt vậy ai nấu? Đỡ nó con nấu. Chứ mà thấy ngọt như cái mùa này. Như cái mùa này mà cô Hương mà đi làm về các cô Hương. Xả luôn. Mặn quá đó, đâu có làm gì nổi. I want a chair. Còn mua ghế phải không? Rồi mày lấy cho. Ghế cao hay ghế thấp? Ghế thấp thấp à, ghế thấp. Rồi cái bỏ rau vô. Cái này ăn cuốn á nó đỡ bị ngán. Ừ đúng rồi. Rút chừng 3-4 cuốn là xong nó. Mày ăn mau nó. Với lại ngon hay không là do cái nước mắm nữa chứ phải. Nó mắm gì mau, nè. Mau tiêu. Mắm nè, chắc chừng cô Hương nó không có mặn mà con ăn thử phải. Mắm vừa nó mắm vừa anh Dũng mời mọi người nha. Nó làm mắm. Mẹ con nha, mẹ con làm nó. Ở luôn, everything luôn ha. Everything luôn.
Này thiếu cho thiếu gì không? Một ít nấm vô. Nấm á? Nấm bên mình á. Này là đậm chất miền Tây rồi. Để đó để cho. Đúng rồi. Cái nhân mình rau nấm vô nó ngon. Lục lục lục. This is made of bacon. Bột oh, no. Mình bậy thêm đậu. Đậu xanh vô. Veal. Veal. Chị nói là em nấu đậu xanh em thích quá. Chị cũng thích giống mình này nè, thích ăn ba cái mắm này nè, giống mình. Tô mắm cá khô số 1. Tô một lần, tô ăn thịt chung lần hơn. Hôm bữa mình hỏi chị Bảy là mắm cá linh làm gì ăn. Hôm bữa hình như mình hỏi chị hay ai vậy, mình hỏi mắm cá linh làm gì ăn. Nấu lộn mắm. Hả? Nấu lộn mắm. Rồi mình xay ra để mình chân làm mắm chân anh đúng không? Hoặc mình để nguyên con mình pha nha, đường nhờ, chanh ớt rồi vô. Rồi chấm chấm được không? Lấy chấm kẹp như leo ăn ngon lắm, kẹp kẹp. Thôi vậy thôi để mình làm. Kẹp nguyên con ăn luôn rồi, không chấm gì đó. Có hai bà chỉ ha. Ừ, thêm được thịt ba bà chỉ bà rồi nữa. Đó, kẹp vô ăn ngon. Cái lá xoài này cắn vô nó chua. Đúng không? Lá xoài này cắn vô nó chua. Lần đầu tiên con ăn đó. Lá cốc lá xoài. Lá cốc lá cốc vậy, lá cốc. Lá xoài ăn cũng được đó nghe. Được con tỏi ngon á, ăn ngon lá tỏi. Tỏi ngon á, tỏi ngon quá, tỏi ngon ngon. Thơm ăn thơm, cuốn người ăn thơm. Chắc chắc, thơm ngon. Ngọc lắm thích trồng xoài. Biết trồng xoài không thích trồng xoài, chứ trồng xoài, chứ biết sao trồng xoài, biết sao tới chừng trái trứng nhiều ăn kiểu rụng mỡ lụm mệt luôn. Trời lá. Sóc nó qua nó ăn đầy. Đi chị Dung kể bữa hổm kìa. Đó rụng. Cây xài kế bên nó lại gió xuống lại nó rụng qua bên nhà chị đi. Lén ra mình hết. Con mới thích ăn xoài Mỹ. Lụm xoài Mỹ nó ngon. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng là nói vậy chứ nó có phần Mỹ nó trái thơm ngon ngon, giờ lộ thơm ngon. Nó có cả chục tứ con à. Đúng rồi, đúng rồi. Mình có một cây biết ngon không? Để đợt nào á. Rồi con ở đây chú xoài chín đem mấy con ăn thử, xoài chú chồng ăn thơm mà ngon. Anh Dũng biết sao? Nó mới sơ. Em mua 2-3 lần thấy sơ nhiều quá thôi chứ không gì. Nếu tôi có chồng một cây xoài, cái xoài chú con là thấy gốc mà chỗ trời gì, cái loại giống hộp lép luôn mà giống Việt Nam đem qua xoài gì của miền Tây kêu xoài gì, tượng xoài cái gì xoài gì đó. Thì bữa nào đó. Xoài vô gì đó bữa nào. Cái bà kế bên mình đó. Không, đâu phải xoài Việt Nam, xoài đó hộp lép. Hộp lép mà ngon lắm. Xoài dôi. Xoài tưởng. Không. Không, xoài tưởng. Không phải, xoài tưởng nó khác. Xoài của miền Tây nó kêu, cái miền Tây kêu cái xoài gì quên này. Cắt quả lọc hả? Ở đó, đó, đó. Phải không? Giống vậy, người em mới uống lại, từ ngày đi nhà Ly về tới nhà bữa nay mới uống lại. Có cái bà... Chú Dũng bữa về mấy giờ? Giờ đến nhà 7 giờ mấy chặt xe á. Đúng rồi, con cũng vậy. Kẹt kẹt được quá. Nhà 7 rưỡi luôn. Sao bữa nay tự nhiên khơn khoai kẹt quá trời kẹt. Chạy ha, 45 một cái chút nữa lên tiếng một tiếng người mà nó đâu bị gì đâu. Nó biết vậy đó. Nó đâu bị gì đâu. Bị gì kẹt xe không mà thấy đâu thấy bị gì đâu. Em không hiểu cái chỗ mày nè anh Dũng. Kẹt xe nhưng mà mình vẫn chạy nhẹ nhẹ chạy theo hoài. Mà sao càng ngày càng lên tiếng hồ kìa. Ví dụ như bây giờ mình đi ví dụ mình dừng lại á, mẹ con nói tới vô lý. Em nói ví dụ như bây giờ á, mình còn tiếng nữa là mình tới nhà. Thì mình cũng vẫn chạy hoài thì từ từ á là tăng lên. Cái tăng cây số thì ấy sao mà nó không tăng cây số mà nó tăng thời gian chị. Nó tăng thời gian. Em nghe thời gian chậm lại chứ mình đi lẹ thì thời gian nó lẹ. Em nghe Ngọc nói đó hồi nãy á hả, tính ra là chưa tới một tiếng là tới nhà, bây giờ kẹt xe nãy vợ lên tiếng mấy chưa đâu Mỹ luôn. Em không biết đâu Mỹ là mà không vai đó mà nó đụng phép, nó đụng xe một phát thôi là chỉ mất cái bánh kẹo mà được 1-2 tiếng rồi có rồi. 1-2 tiếng á. Bây giờ con giải thích cho mày nghe nè, khi mà nó không kẹt xe thì mình dậm ga là 70 cây số một giờ. Thì nó thì cái bản đồ nó sẽ cho mình cái tốc độ là nếu mà mày tiếp tục chạy với tốc độ này thì sẽ 45 phút nữa tới. Rồi bắt đầu kẹt xe cái mình chạy còn có 15, 50, 30 thì bắt đầu cái giờ nó lên chậm hơn. Đúng không? Thì bắt đầu hiểu rồi. Rồi cuối cùng không hiểu là gì nên cứ nói ủa kỳ trời. Sao mình cũng chạy mà sao giờ tăng tiếng đồng hồ lên nữa. Chạy chậm. Bởi vậy con nói từ mà Michigan đi qua đây cứ ngồi hoài con hoài chưa thấy tới nhà. Mà ví dụ ở chỗ Bảo Ngọc đi chợ ngày hôm qua nè, ở gần bãi chát bên đây nè, nó có cái tiệm mà có chợ Quốc Hương. Đó đúng rồi, Quốc Hương ở dưới chợ ở Đông nữa. Có Quốc Thạch Quốc Hương, Quốc Thạch ở Đông. Quốc Thạch bên kia đường. Nhưng mà không có chợ Quốc Dũng nha, Quốc Dũng không có, không có Dũng Hương luôn, không có chợ Dũng Hương luôn. Nhắc ớt nó rồi quên. Sáng á mình lo mình đi tại vì mình còn đi. Ăn Tết đi nữa không? Đi nào qua chơi đi. Đi dưỡng đi nữa. Ăn Tết đi nữa. Tết
Tết ở chùa chùa Hương Hải đó, ở đây vì đó gần Phút Tao đó, rồi đồ ăn nướng lân gì rầm rà lùm rà lắm. Nhà em ở gần đó mà. Thành ra chỉ có đi rồi phải không? Dạ. Chùa đó ở ở xóm chùa Khánh Việt. Hả? Chùa Khánh Việt với chùa đó. Bảo Ân. Ủa chùa Hương Hải. Hương Hải. Mình có đạo mà bạn nó cũng rủ đi đặng vô ăn đồ Việt Nam. Ở đây có đi chơi, chơi đậu ngon quá, mình đi mình chơi ngon đi ăn tuyệt vời. Vui ha. Ừ, vui. Có mấy anh chị ở đây với có người ở đây thấy quốc quá vui luôn. Mấy cái đám Mỹ này coi bộ nó ăn nó thấy ngon. Ăn ba ghế em vui không ai nói chuyện hết trơn. Quốc. Khi nào mà khắc mà em vui đó là biết là ngon á. Nó dài hơn phim số. Món ăn Việt Nam của mình chỉ có món gấu liền. Không thì mình được. Liền. Không thì mình được. Đều quên biết ăn bánh xèo không ta? Không không. À, ăn bánh xèo mà phải ăn bánh xèo với lại thịt bò. Ờ. Ừ. Ngộ. Chứ còn mà tôm với lại thịt này thì được không? Ăn ha. Lát này lấy về Việt Nam tập ăn. Ờ kì chị với anh Công qua đi du lịch đó. Có là một lần. Nhưng mà cái nhưng á thì phải tập thịt bò để vô. Nó ăn được một cái. Con á. Mình mới được cái chảo giống giống dính giống con vậy để thử. Con thì con cũng ép. Con ép tại vì mình cũng sống trong nước Mỹ mà hàng ngày mình cũng đâu có ăn được nha của Mỹ đâu. Rồi có gì thì quên kêu con ăn cái món đó con cũng thích nên con cũng ăn. Nên là con cũng thích ép. Đúng rồi. Thế nào ăn để cho ta ngon miệng. Trời ơi, cô gái, chú coi con gái của cô chú kìa. Nó trải nghiệm xuống đây, nó nằm. Nó nằm ở đây để nó sum họp chung. À, tại sao cái này mình không lên đây mình nằm mà mình trải nghiệm mình nằm dưới đất là sao? Hả? À. Very good, Uncle Derek. Very good. Very good. Perfect. So very much. We have some more. We have plenty of bags up. Chú này biết nó ngon lắm, chú sẽ ăn nhiều hơn nữa. Thôi các bạn coi, các bạn vui ghê không? Để cô tập trung rất là nhiều người Việt Nam về vui. Bánh xèo. Very good. Bánh xèo. Bánh xèo. Very good. Ngon quá. Cô quạt. Đúng rồi. Dạ, cô cảm ơn. Cảm ơn mẹ với ba mẹ nấu. Chị ăn nhiều nhiều. Eat more. My mom said, please eat more. Yeah, use the hand. Yeah, very good. Cậu nói cái này thì cầm đũa không được rồi phải cầm tay. Cô đâu có biết cầm đũa. Con có để cho cậu cái nĩa kìa. Thì đó nhưng mà nghĩa là thường là tụi Philippines đâu có ăn. Nó ăn tay thôi mà. Ồ vậy hả cô? Yeah. Mà có ăn nước mắm không? What do you usually use in your country? Hand more or utensil? Depending on the food. À. Tùy món. Nước mắm phi rẻ lắm nha. Có một bận đó mấy con chai à. Mà nước mắm của người Phi khác với nước mắm mình nào cô? Nó mặn hơn à. Ồ, mặn hơn hả cô? Ừ. Cậu nói là cái đồ ăn thì tùy theo cái món. Món nào dùng tay thì cần dùng tay, món nào dùng đũa cần dùng đũa. Giống như mình thôi. Không. Nhưng mà đa số mình dùng đũa nhiều. Đũa dùng tay không. Không biết tay gì á. Mắc vệ sinh ha. Mà vậy chứ tụi Ấn Độ hả? Vậy chứ tụi Ấn Độ sao cái phong tục của người ta mà anh? Mà em thấy bên Singapore cũng vậy. Là cái ông này là chồng của bản người Mỹ. Bên Singapore là tại vì người ta có những cái người ở bên Malay qua. Yeah, Malay Muslim đó. Dạ. Cá cuốn vô nó không có mình làm ra đây có miếng đổ. Mà ngọc cô thấy con lúc nào cô xếp thì chị không có thích. Thấy rất là dễ quá. Ê Dũng. Con là làm gì cũng gọn gàng, nó đừng xếp là đừng hay. Con để con cái này ngọc nó ơ lời vậy nó bự của mình ăn Dũng của mình nhỏ. Này con mua trên Amazon á. Ủa vậy hả? Có order thì này nè. Cái đó là tình Việt Nam. Mà con không có dẫn đi chợ nên mà con ngồi ăn Amazon đâu, con ngồi con order cái xác có liền. Con
hổ còn đi luôn. Được tính cái này nè. Được tính con nhiêu? 12 đồng 2 cái. Ở thị Việt Nam chừng 9 đồng mấy bạn? 10 đồng. 2 cái hả? Không, 1 cái. Con mua 12 đồng 2 cái. Để mất luôn á. Rẻ hơn. Mấy con trai nó mắc trước mẹ nó. Giờ gì cũng lên Amazon phải không? Ừ lắm. Giờ cái lúc nào nó cũng cầm cái điện thoại nó lên Amazon. Cái lúc nào con chơi á. Tìm bảy con gì? Tìm đường chơi cái. Không, trước khi nào nó thích quậy quậy con muốn mua cái này. Trước kỳ gì anh em mình gặp bữa rồi. Quậy mua cái muốn mua. Chạy qua tôi. Quậy con muốn mua cái này. Trời sống bữa. Cái nào nó cũng biểu quậy quậy con muốn mua cái này. Thôi về nhà con có cao kê rồi qua nhà con. Con lấy nhà máy đó nha. Con lấy đó. Okay. Dạ. Máy đó. Xếp đưa cho bà bác con tính tiền luôn cho chú Dũng vô. Để cũng được năm sau trả tính lời nhiều hơn. Thôi. Để nghe nhà của ai hả? Con ạ. Có nghe nhà của ai hả? Khắp lại con cấp đi nha. Để người ta làm hơn. Dạ. À đúng rồi. Bỏ vô tủ cấp đi. Bự lắm không? Bịp. Đó, cái xếp xếp cái xếp đi cô kìa. Cái đó. Cô Hương ăn cái này đi cô Hương. Dạ không. Không ăn hả? Cái đó tiện, cái đó dễ thương ăn Ngọc. Dễ thương á cô Hương à. Dễ thương. Mà cái ông tưởng cái đó là phải 700-800 đô chứ. Cái âm thanh nghe nhạc cũng đã nữa. Chứ. Nói rồi, nói ra, nói ra rồi cô gặp được. Để con kết nối cho mẹ nha. Để cho mẹ là rồi sáng dậy là mẹ mở. Mà mẹ đừng mở lớn quá thôi. Vậy cho nhỏ nó còn giá nhà đi biển ra đi biển đó. À, em nói mà mốt á mà có dịp gì á anh Dũng Hồng làm tàu rồi đó, đồng đó. Mà đó. Mình đi ra ngoài mình chơi bữa. Mấy nay đợi nó gắn cái mỏ nang tự động với cái máy để xe cua thì mình cái máy bự mình cái chục chặt á, cái máy nhỏ mình chạy vô. Mua thêm cái máy xe cua. Khi mà cái nó máy đổ, nó đợi nó lâu á, tầm lắm. Đỡ nó lâu. Nó bây giờ mấy cái đồ mà order rồi trên mạng là bây giờ nó hay bị gấp lưng vụ mà nó cản á. Không có gì cả. Cả nhà mình nghe chú Dũng nói không? Anh Dũng nói không? Anh Dũng nói là chưa có nghe đại gia đình mình khen anh Dũng đẹp trai. Hôm nay khen anh Dũng đẹp trai cho anh Dũng vui. Khen vui có à, khen gì vui không à. Chứ chưa khen đẹp trai. Thôi nhà nó thôi xấu như quỷ rồi khen đẹp. Nghĩ bao nhiêu tuổi hả anh? Nghĩ bao nhiêu cái xinh xanh này? Mới 60 kìa. Không biết sao tôi kia thông, tôi trồng gần cái mười mấy năm rồi đó. Mười hai lắm. Đi qua đó lợi. Mới Dũng ơi, cái cây này ôm trùm nó phải chặt bỏ. Để cây thông mỗi lần nó em, tôi treo đèn lên cho đẹp. Ok. Rồi tôi nghe là ừ, kêu tôi chặt. Chặt bả cái trăm xuôi kìa, thông mắt nó lên, giờ thông mà thông sống mắt lên, có cho ông chặt chi vậy? Ông nhận miệng léo qua léo lại, tôi léo qua léo lại. Làm được bỏ để tôi mua cái chậu bông vậy tôi để. Mà cái công nhận cái thông thiệt nó thơm á, thơm mùi thông á. Rồi mình Dũng của anh, mới bữa 2-3 ngày nay em đi cắt cò á, em thấy em dở dở lên thơm. Mà năm nay là bên đây thông cũng mắc tiền mà vừa mắc mà vừa rồi bị thơm bị cũng nó không có. You worry, he doesn't eat, he eat a lot. Why you say he doesn't eat? What did I say? He doesn't eat at home. Đúng rồi. But not here. He enjoy the Vietnamese. Cậu nói ở nhà chú ăn hết đất. Hôm qua đây bữa nay ăn món này chú ăn nhiều. Tại vì nó nhậu không hả? Because he drink. Đưa tiền tiền sớt qua cho chú ăn thêm ngọt. Đủ rồi chị ạ. Đây nữa nè, còn đây nữa nè. Đây no hả? Không hả? Em cũng ngồi đó, em đang xong rồi. Con lấy cái này đây, con lấy cái nát nát cho đây, chắc cũng được cái nguyên qua. Ăn cái này được rồi chị. Đừng. Rồi bây giờ ăn trái khế của cô cho. Gì con? Rồi, ok để mẹ ăn trái khế này. Để mẹ ăn xong trái khế này đi rồi cái mẹ ra mình chơi đánh banh với cây nha. Ok. Sao gì? Trời ơi. Ok mẹ ra mẹ mua liền. Ok. Ôi mọi người coi trái khế nè. Nhìn trái khế là thấy chảy nước miếng rồi phải không? Nhìn trái khế là chảy nước miếng rồi vậy nữa. Thấy gọt ra hết cho mọi người cùng ăn. Trời ơi cô đó đi thương, cô thấy bữa con ăn ngọt con ăn trái khế cái cô đem mấy trái khế qua. Dạ, không mà nó thích thiệt, con thiệt nó mọc nước mà nó đã lắm. Khế ngon ngọt.
Đó, hồi bữa cô đó, cô chè chỉ rồi đó, bây giờ cô làm thành công rồi đó. Cô nói cô cảm ơn cô Hương nhiều. Có không? Vâng. Có luôn, cô coi video xong rồi cái cô cảm ơn con là con đã hỏi cô Hương. Rồi bây giờ cô làm thành công rồi, ngon quá. Bằng tuổi con gái của ông Derek. Dạ, vậy là con gái là đúng rồi. Con gái là đúng rồi. Con gái là đúng rồi chứ còn gì nữa. Nhỏ xíu vậy đó. Nhỏ xíu. Nhỏ xíu rồi. Đó. Nhưng như chết vậy đó. Đó, quá ok rồi. Chết à. Nhỏ xíu như chết vậy đó. Bà về. Bye bye bà đi, bye bye bà đi. Bye bye bà về. Không cho bà hung cái đầu gối được rồi. Thôi chị về. Chào anh. Chào em. Cứ kêu chị với anh như là sao đó. Mình á. Chị thôi. Ok. Quên. Ok xin em được lo chị, em được con mà. Quên. Xin con hơi nặng. John. Nina mẹ là Nina. 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 Nina mẹ gì? Trời ơi, tên Nina kỳ quá. Tên Nina kỳ quá. Các mình tại vì muốn cái gì cho bà Hương gọi được. Các mình nói thôi bây giờ tên Vân thì nói thôi Vani đi. Mà bà Vena, Vena. Vena, Vena, Vena. Vena đây kìa. Vena White. Dạ, ai Vena? Mẹ con tên là Vena. Bà nó nà. Không, thì giờ thêm chữ A vô rồi. Không, bây giờ còn tên của ba con nè, ba con tên gì? Hả? Đó, bây giờ chị đặt anh tên gì nè? Em là Công Quỳnh, bây giờ chị đặt tên gì? Tôi là tôi đặt Công Ngủ. Không biết. Dạ, không biết đặt tên gì. Thôi chị đặt em tên gì? Để suy nghĩ chút, cái này quan trọng á. Cái này quan trọng á. Để suy tối ra về suy nghĩ các cái. Suy nghĩ rồi trả lời á. Các cái suy nghĩ rồi phải mới trả lời được rồi nha. Đó, em bây giờ là cái tên của Mỹ, cái tên gì ta? Thì bởi vậy cô đó cô suy nghĩ đó. Cô suy nghĩ. Cái chữ gì? Ờ, về đặt ba đâu á. Enjoy đi. Enjoy hả? Rồi tối ngày ăn không chơi không ăn. What's your dad's name? We try to name his name right now. Ta hỏi tên gì cái nói công nó không biết nói rồi sao? Đúng rồi. Ai biết? Mỹ nó nói tiếng Hương cũng được nó. Ê, Hương. Nó kêu Hương luôn hả? Kêu Hương không à? Nó nói tiếng Hương. Bởi vậy mình nói lại tiếng Mỹ. Nghe em con. Kiên Công. 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 Kiên con bắp, bé bắp. Bitcoin đi. Thôi bây giờ chị đặt cái gì em lấy cái đó. Ok, để về suy nghĩ. Chị suy nghĩ đi, về suy nghĩ đi, khó quá. Okay, cô, bye bye cô. Bye bye, thank you very much for coming. Bye bye. Cảm ơn tư nha. Cảm ơn con. Rồi cô, bye bye cô. Cảm ơn. Rồi, take care cô. Bye bye. Thank you Uncle Derek for coming. Thank you very much. I hope you enjoy the food. Very nice. Yeah. Take them all home. You can go peaceful quiet. Banana. Banana. Cô cũng vui chứ. Mẹ là banana hả? Mẹ là banana. Đây, stop. Banana. Bye bye. Bye bye mẹ ơi. Thế nào con? Để chút mày vô mày hỏi ông ngoại. Để cho cái xe của bà Elizabeth ra đi. Xong rồi cái mẹ vô mày hỏi ông ngoại. Xong rồi cái kiếm bây giờ ngồi ngoài đây nắng lắm. Ok. Thôi vô nhà ngồi chơi đi con. We need good food. Happy occasion. What's the occasion? Hopefully we'll see you guys before we go back to Michigan. What date are you going back to? The 17th.
Well, see, maybe, yeah, hopefully see you in 2 weeks. Nó nói hy vọng là sẽ gặp lại cô trước khi mà mình về lại Michigan. Đúng rồi, đúng rồi. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Dạ, dạ. Gì? Dạ, dạ. Nó muốn giỡn với ông á. Làm nữa kìa. Rồi làm nữa kìa. Now she get used to it. Mẹ có thấy chú khỏe ghê không mà. Again. Không, cô mới lấy hàng về cô, cô mới. Cô muốn lấy thùng hay gì? Cái đó không? Cái đó cầm cô nghĩ được. Em tôi. À em tôi. Bảy là với mình là gần lắm ạ. À. Dạ dạ. Thì sát bên cách nhau 9 phút chú ấy. Không gần. Rồi hẹn gặp lại chị nha. Dạ. Bye bye chị. Ê bye bye mà cô làm đồ Mỹ gì đó nữa. Thôi cô coi. Cũng là chưa ăn đồ Mỹ à. Bữa ăn tới kỳ rồi đó. Đồ Mỹ còn đồ gì nữa. Cực chị nước khi đi về ăn màn nữa nha. Thì đó ăn màn nữa thì con cũng y chị luôn nè. Mô qua nhà con. Không. Vì sao? Qua nhà con chay đồ về. Đúng rồi, tôi đem qua đây. Rồi đó thì ví dụ như mỗi người món hùng vô rồi ok. Ok năm mà quanh. Chơi như Mỹ vậy đó. Go Philippines làm món luôn. Philippines. Filipino food. We say we have to get together next time. They do one dish, I do one dish, I think all. You one dish. Philippine dish. Ok. All right. Sound good. Come on, con. Rồi bye bye cô. Đó, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Bye bye mọi người. Chay ơi đi vô con. Đi vô con.